Vâng, sau những tháng ngày hè nghỉ ngơi thư giãn, đến hè lại lên, tiếng trống trường rộn rã, cuốn sách mới mở trang. Chắc hẳn mỗi thầy cô giáo đều có những suy nghĩ, những tâm trạng khác nhau, những điều xúc động trào dâng trong lòng mỗi chúng ta. Những con người với trách nhiệm và lòng vinh dự của người làm nghề chồng người, như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói, nghề dạy học là nghề cao quý trong